Đỗ Nguyễn Gia Trọng, Đồng Nai, khố đỏ. Đỗ Nguyễn Văn Sơn, Công an Nhân dân, khố xanh. 2 đô vào sới. Hai đô xe đài. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Kèo vật vừa qua hàng cân 56 ở nút 1 phút 17 giây của hiệp 1. Đỗ Nguyễn Gia Trọng, Đồng Nai thắng